chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Theo MC Channel. Chính thức tính thức, Hee-chun và Momo nhóm TWICE là cặp đôi nam, xác nhận hẹn hò và công thần không phải là đi pát. Hee-chun và Momo nhóm TWICE đã chính thức xác nhận đang hẹn hò sau 3 lần dính tin đồn tình cảm. Tối qua, tờ Market News tiếp tục khiến cả mạng xã hội điên đảo vì tung ra tin đồn hẹn hò lần thứ 3 của cặp đôi cách nhau 13 tuổi Hee-chun nhóm Super Junior và Momo nhóm TWICE. Đến sáng nay, FN Entertainment và JYP Entertainment đã đem tin vui đầu năm đến cho mọi nhà bằng cách xác nhận mối quan hệ tình cảm giữa hai idol đình đám qua tờ E-Daily. Kim Hee-chun và Momo luôn là tiền bối hậu bối thân thiết, nhưng gần đây họ đã bắt đầu gặp gỡ nhau với cảm xúc tốt đẹp. Laber Suzy SC đại diện cho Hee-chun xác nhận: sau khi tìm hiểu, chúng tôi xác nhận hai nghệ sĩ đã bắt đầu mối quan hệ tiền bối hậu bối, nhưng gần đây họ đã bắt đầu có cảm xúc với đối phương và đang gặp gỡ nhau. JYP Entertainment đã xác nhận. Như vậy, Hee-chun và Momo chính là cặp đôi năm mới và công thần lần này không phải là Depart mà chính là Market News, một trang tin tức không mấy danh tiếng.